Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại kênh đồ tài lúc này. Như các bạn vừa thấy qua hình ảnh vừa đầu video thì đây là một công việc mà các bạn cần phải dừng ngay lại. Nếu như các bạn đang dự tính rửa cái khoang động cơ và nhất là cái xe của bạn là một dòng Euro 4, là một dòng phun dầu điện tử, thì mình khuyên các bạn dừng ngay lại và hãy bỏ cái việc suy nghĩ trong đầu mình là vệ sinh cái động cơ của bạn đi. Bởi vì đã có một vài trường hợp mình đã biết ngoài thực tế là sau khi mà tiến hành rửa cái khoang động cơ thì đã bị chết một số cái bộ phận trên cái động cơ. Như vậy thì nó rất là nguy hiểm đối với lại cái động cơ của các bạn. Nguyên nhân tại sao nhỉ? Tại sao mà các cái dòng ga cơ bình thường thì các bạn có thể xịt rửa thoải mái, nhưng mà đối với các cái dòng Euro 4 thì các bạn lại không nên làm như vậy? Bởi vì sao? Bởi vì các cái dòng Euro 4, các cái dòng phun dầu điện tử thì hiện nay thì các cái thiết bị điện, thiết bị cảm biến, rồi hộp ESU là rất là nhiều. Hộp ESU, rồi các cái cảm biến, rồi các cái jack điện nó vô cùng nhiều trên các cái dòng Euro 4, các cái dòng phun dầu điện tử hiện nay. Đây là một cái động cơ phun dầu điện tử các bạn. Thì các bạn có thể thấy rằng đây hộp ESU đây, và các bạn thể thấy rằng là rất là nhiều các cái dây dẫn điện, dây điện phía trên động cơ, và các cái dây dẫn điện này được nối với nhau bởi các cái jack, jack kết nối. Đây là những cái bộ phận rất là dễ bị nước xâm nhập vào bên trong, do chúng ta vệ sinh không đúng cách, vệ sinh động cơ không đúng cách thì dẫn đến là rất là dễ chập chạm các cái thiết bị điện, các cái jack kết nối. Như vậy thì nó sẽ làm hư hỏng các cái bộ phận bên trong cái động cơ. Toàn bộ nó là rất là nhiều cái hệ thống dây dẫn điện kết nối với nhau. Và đây là cái jack điện này các bạn thấy không? Nó có rất nhiều cái jack như vậy. Và cái jack này nó rất, nếu mà nó không nằm kín á, chất lượng nó kém thì rất là dễ để mà nước nó xâm nhập vào bên trong. Các bạn phải biết vệ sinh đúng cách thì mới tránh được các cái việc chập chạm hệ thống điện. Nên do đó là mà trong khi đó chất lượng của các cái bộ phận này, các cái chi tiết này như là các cái jack kim phun, các cái jack điện, jack kim phun, rồi jack hộp ESU thì nó phụ thuộc vào cái hãng. Đối với các cái dòng xe cao cấp thì những cái bộ phận này nó được thiết kế rất là kín, thì khó lòng mà nước có thể lọt vào. Tuy nhiên là trên thị trường chúng ta thì quá nhiều các cái dòng động cơ, quá nhiều các cái dòng xe khác nhau. Do đó là mỗi một dòng xe thì cái chất lượng nó lại không giống nhau, nên là cái việc mà các bạn khi mà các bạn phun xịt giữa cái khoang động cơ, cái phần động cơ thì nó sẽ làm nước thâm nhập vào trong các cái jack cảm biến hoặc là các cái jack điện, và như vậy nó sẽ gây ra hiện tượng chập chạm, và như vậy nó sẽ gây hư hỏng các cái bộ phận. Như các mình để mình thì kể cho bạn hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là một anh sử dụng anh có một chiếc xe K250, và sau khi một chiếc N250 Hyundai đó các bạn, thì anh mang xe vào cái đơn vị rửa xe và người ta rửa toàn bộ cái bên ngoài và tiện tay người ta xịt luôn cả khoang động cơ. Và sau khi mà anh ấy lăn bánh chiếc xe ra ngoài thì cái chiếc xe của anh đã bị hư một cây kim phun, do nó bị chập điện dẫn đến là kim phun nó không còn không phun được nữa, và anh phải thay cái cây kim phun đó. Đó là một trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là của một anh có một con IZ65. Đây là sản phẩm D12 của hãng Voltronic Cộng hòa Liên bang Đức. Với 5 chức năng vượt trội, D12 sẽ giúp bạn vệ sinh hoàn toàn hệ thống nhiên liệu từ bình dầu đến kim phun cao áp. D12 sẽ giải quyết tất cả các vấn đề như nhiên liệu dơ, nhiên liệu bẩn, hư hỏng kim phun, nghẹt van ER, tắc bầu lọc khí thải.
Đây là một trong những nỗi sợ mà bất kỳ một khách hàng nào đã và đang sử dụng các cái dòng xe Euro 4, các cái dòng xe ga điện chắc chắn sẽ gặp phải. Nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để đặt hàng nhé các bạn. Anh mới thấy cái khoang động cơ của anh rất là dơ, quá dơ đi, thì anh mới dùng nước anh xịt sạch hết cái khoang động cơ của anh, và kết quả là anh đã chết một cái cảm biến trị giá khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi gì đó. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khả năng nguy cơ khi các bạn xịt rửa cái khoang động cơ của các cái dòng xe tải Euro 4, của những cái dòng xe phun dầu điện tử là khả năng rất là cao, dẫn đến là hư hỏng các bộ phận. Do đó các bạn phải, chúng ta phải biết cái điều này để chúng ta, thứ nhất là chúng ta không thực hiện cái việc vệ sinh động cơ. Cái thứ hai là chúng ta không cho phép những cái người họ sử dụng, những người họ rửa xe đó, thì họ không biết, thì họ có thể họ thấy cái động cơ của bạn quá dơ, họ sẽ rửa luôn cả động cơ. Như vậy thì các bạn là người lãnh chịu cái hậu quả cuối cùng. Và cái thứ ba nữa là bạn sẽ dặn những cái người rửa xe, hoặc là những cái người mà giả sử như là bạn là người chủ, thì bạn dặn những người tài xế là đừng có rửa cái khoang động cơ như vậy, thì nó sẽ gây ra hư hỏng của xe. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Tuy nhiên không phải là không rửa được xe nhé các bạn. Các bạn muốn rửa xe, muốn rửa cái khoang động cơ, rửa xe là chuyện đơn giản quá rồi. Rửa cái khoang động cơ thì các bạn có thể vào những cái trung tâm, ví dụ như là các cái dòng xe du lịch đó, người ta vẫn rửa, mặc dù cái hệ thống điện của du lịch nó rất là phức tạp, nó phức tạp hơn nhiều so với cái dòng xe tải của chúng ta, nhưng mà người ta vẫn vệ sinh được. Nhưng mà người ta có kỹ thuật vệ sinh, người ta có kỹ thuật để rửa, chi phí nó sẽ rất cao so với một các bạn rửa xe thông thường. Ví dụ như các bạn rửa xe thông thường tầm 100 đến 150, 200 rồi tùy, nhưng mà khi riêng rửa các khoang động cơ nó phải tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, riêng ở những cái nơi mà họ vệ sinh toàn bộ các khoang động cơ của những dòng du lịch đó. Và giá trên hiện tại trên thị trường là như vậy. Còn ở cái địa phương bạn thì mình không biết. Thì nếu như các bạn muốn ấy thì các bạn phải biết được những nơi nào họ nhận vệ sinh cái khoang động cơ đó, thì bạn mới đem đến những cái nơi đó để vệ sinh cái khoang động cơ. Bởi vì mình biết rằng là có rất là nhiều các bác tài xế, các cái chủ xe họ rất là ghét cái việc mà cái động cơ của chúng ta nó quá nhiều bụi bẩn rồi nhớt nhau này kia thì không chịu được, thì chúng ta có thể đến những cái trung tâm như vậy. Và cái chi phí rửa như vậy thì nó cũng tương đối là cao so với một lần rửa xe của bạn. Nhưng mà cái khoang động cơ thì của bạn lâu lắm, có khi phải 6 tháng, có khi nếu các bạn chạy nhiều tầm 3 tháng các bạn mới vệ sinh một lần. Nếu như các bạn mà không chịu, cảm thấy nó bình thường, thì các bạn có thể để 1 năm hoặc là 2 năm các bạn vệ sinh. Thì cái điều này thì mình đấy là phụ thuộc vào các bạn thôi. Còn cái việc để đó, cái việc các bạn vệ sinh là được, nhưng mà các bạn phải mang đến những cái trung tâm họ có những cái thiết bị, và họ biết có những cái quy trình để người ta sửa rửa xe sao cho nó sạch cái khoang động cơ các bạn là một điều, nhưng mà nó an toàn cho cái động cơ của các bạn, đó là một cái điều quan trọng nhất. Đó. Tốt nhất là khi mà các bạn rửa xong thì các bạn phải hỏi người ta xem là anh có thiết bị để kiểm tra được không. Đó là cái máy chẩn đoán các bạn. Thì sau khi mà các bạn trước tiên là các bạn phải hỏi người ta là xe động cơ như vậy có rửa được hay không, rồi các bạn có thiết bị chẩn đoán để kiểm tra hay không. Chứ người ta rửa xong mà người ta không kiểm tra được cái xe của bạn thì đến lúc bạn mang cái xe về nhà, nếu như bạn gần thì bạn có thể quay lại hoặc bắt đèn người ta, còn nếu như các bạn xa thì rất là phức tạp, rất là khó khăn. Để em chi để ngay lúc người ta rửa xe xong đó, người ta làm sạch cái khoang động cơ rồi các bạn, làm khô đi rồi người ta kiểm tra một lần nữa bằng máy chẩn đoán, thì như vậy thì nó sẽ là hoàn hảo, giúp cho chúng ta tuyệt đối yên tâm khi mà chúng ta đi giữa một cái khoang động cơ. Rồi, video của mình hy vọng rằng là các bạn này trang bị thêm cái kiến thức này rất quan trọng nhé các bạn, rất quan trọng. Không phải bạn nào cũng
nắm được về cái này thì các bạn có thể chia sẻ video này của mình đến những cái người thân, người đang sử dụng những cái dòng xe robot, những cái dòng xe không dầu điện tử, để người ta cùng biết nha các bạn.